Cháo hải sản, cháo bò, cháo heo, nấu gì hết. Cháo heo là... Cháo thịt heo đó chị ạ. À hên quá. Mời nhà trai. Và bây giờ xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Nam Thư, cùng bạn gái mình bên kia. Em tên là em tên là Nguyễn Văn Bằng. Năm nay em 30 tuổi, hiện em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em là nhân viên quản lý về container cho một hãng container lớn của Hàn Quốc ạ. Dạ, quê em quê gốc ở Quảng Ngãi ạ. Em làm việc ở quận mấy Bằng? Dạ, em làm việc quận nhất anh Quỳnh Linh. Bây giờ mời đàn gái mình nói về bản thân mình nha. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, chào tất cả mọi người ở trường quay. Thì em tên là Phạm Thị Thu Đan, năm nay em 29 tuổi, quê em ở Phú Yên. Em đang làm nhân viên mua hàng cho một công ty may mặc ở bên Hàn Quốc, làm việc tại quận nhất ạ. Bằng nói một tí xíu về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình đi Bằng. Dạ, ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, đặc biệt sở trường của em là món cháo anh. Cháo hải sản, cháo bò, cháo heo em nấu được hết. Dạ. Cháo heo là... Cháo thịt heo đó chị ạ. À hên quá. Chứ người quê mình mà nghe nói cháo heo là nấu cho heo ăn đúng không em? Dạ. Ưu điểm tiếp theo của em là em là một người rất là thân thiện. Nhược điểm của em thì cũng như bao bạn nam khác, thì cũng có tính bề bộn, hay vứt đồ lung tung này kia. Chưa có vợ thì vậy thôi. Dạ vâng. Có thì rồi em sẽ biết. Dạ vâng. Không được bộn bề vậy đâu. Em có một cái lời hứa với một cái anh thể dục thể thao. Em hơi quá cân, em hẹn hoài mà chưa có thực hiện được nhiều anh. Anh cũng đang có lời hứa với anh thể dục thể thao đó mà hứa hoài cũng vậy thôi. Dạ vâng. Bây giờ mời Đan. Cái ưu điểm của em thì mọi người hay nói em là khéo tay. Em có thể nấu ăn hoặc làm những đồ handmade. Về cái nhược điểm của em thì hơi nhút nhát và hơi gọi là giải quyết vấn đề theo cảm xúc nhiều hơn. Ừ. Có những cái vấn đề như em hay lời hứa là giảm cân. Nữa ha, lời hứa giảm cân mà cũng không bao giờ thực hiện lời hứa được em, đúng không? Em có chỉ là giảm leo lên cân thôi. Đó, hôm trước anh cũng... bước lên cân á, là cái cân nó nói người này béo quá cần giảm cân. Cách đây 2 ngày anh bước lên nó không nói vậy, nó nói cân này không cân heo. Rồi à, tình duyên mình thế nào em trai? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình từ sinh viên. Mối tình gần đây của em là cách đây 2 năm anh ạ. Quen và tìm hiểu bạn đó cũng hơn 1 năm. Cái điều mình rút ra kinh nghiệm ở đây là mình phải có sự chín chắn, chuẩn bị kỹ lưỡng trước hôn nhân. Đúng rồi. Về kinh tế cũng như là công việc. Mời đàn gái. Dạ thì em cũng giống như bạn thì trải qua 2 mối tình. Thì một mối tình là cũng thời sinh viên, thì em quen bạn đó tính khi mà ra trường. Và sau đó thì em có quen một bạn nữa, thì chia tay cách đây 1 năm. Quan điểm về để đi tiến xa hơn trong cái chặng đường tiếp theo ấy, thì nó không đồng quan điểm về phong tục tập quán. Em muốn tìm một người đàn ông lý tưởng cho mình là như thế nào? Luôn luôn là một người đàn ông có thể mà chăm sóc em, bảo vệ em ở vấn đề phía bên ngoài. Còn tổ ấm thì để em lo. Bằng ơi, dạ vâng, em cái hình mẫu lý tưởng mà em mong muốn một người phụ nữ cho bản thân mình là như thế nào? Em không có đặt cho mình một cái hình mẫu nào là lý tưởng hết ạ. Với em thì em mong muốn tìm được một người phụ nữ chung thủy, biết chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình hai bên. Vấn đề do người đàn ông, tất cả mọi thứ đàn ông chúng ta nên chủ động để có thể làm cho phụ nữ yên tâm. Hoặc là mình làm gì đó thì chắc chắn cái sự chung thủy đó sẽ thay đổi. Dạ. Em nghĩ xem ngày hôm nay mình sẽ gặp người con gái thế nào? Tương đồng với em anh. Tương đồng là sao? Cao giống em. Cao giống mũng em. Mũm mỉm cũng giống em. Mũm mỉm giống em. Dạ vâng. Rồi. Với em tóc ngắn dài cũng được anh ơi. Ừ. Em không quan trọng về mái tóc cho lắm. Trắng hay da ngâm? Như em là được anh. Em thích mặc váy hay thích mặc quần jean hay thích mặc quần tây? Em nghĩ mặc váy thì sẽ đẹp hơn. À. Chào anh. Ồ, nụ cười rất là tươi. Thấy chưa? Mặc váy trắng. Trắng hơn em. Anh rất thích khi nhìn em. Ngay cái lần đầu tiên đó là nụ cười nha. Nụ cười em làm xóa đi tất cả những muộn phiền trong cuộc sống. Và nếu như có gia đình, có người đàn ông bên cạnh, có những người xung quanh, hãy cười lên bất kỳ lúc nào đó để ta cảm giác là rất là yên bình. Dạ, em đấy. Muốn tìm người giữ em nụ cười này anh ơi. À, nhiều khi đàn ông làm gọi là phụ nữ khó chịu quá cũng cười không nổi đúng không? Dạ. Điều gì ở đàn ông mà em không thích? Nhậu nhẹt. Không, đàn ông cũng có nhậu một chút cho nó vui. Không, cái khả năng là em có nói là người đó có thể uống được. Tại vì em uống có được. À. Nên là người đó phải uống được. Rồi không có gọi là
tính hay ghen, người đó có tính gia trưởng. Em định khoảng khi nào để đàn trai bước tới? Mình không có định được anh ơi. Ví dụ như mà mình vô mình thấy mình điện nó giật quá thì mình tới luôn cũng được. Ừ. Còn nó không giật thì mình cứ từ từ. Bạn trai bên anh á rất chững chạc, cũng có thể là một cái chỗ dựa tạo nên cái niềm tin ở cho bất kỳ ai luôn. Yeah. Anh nói như vậy đó để bà mối qua coi coi phải không? Đâu. Chứ đàn trai là chịu đàn gái rồi đó. Anh chào chị Nam Thư. Ồ dễ thương. Dạ, ủa anh đâu á, trời nãy giờ nghe em và anh Linh nói chuyện tưởng tượng chắc chị nghĩ qua chắc mập bụng phệ lắm. Vừa vừa đó chị ạ. Nó hơi ý ấy chút thôi. Cũng giống như anh thôi. Anh là muốn gấp đôi người ta luôn. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Ăn nhiều xíu chị. Ăn nhiều không phải là cái tội, tại vì ai nấu ngon mình phải ăn thôi. Em có thích ngủ nhiều không? Em không thích ngủ nhiều. Dạ, em ngủ đủ giấc thôi chị. Một giấc của em đủ là khoảng bao nhiêu tiếng? Tầm 6 đến 8 tiếng chị. Em thích ngủ, em ngủ tầm khoảng nhiêu tiếng? Có tầm 8 đến 10 chị. 8 đến 10, hai đứa bay trời sinh một cặp rồi đó. Em mọi quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Mối Hẹn Hò cùng Quỳnh Hương và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng lúc 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube SCV Media. Anh mấy lần vậy đó, anh nghĩ là sáng anh ngủ dậy anh tắm anh quên anh đi luôn. Nhưng chuyện đó sau này có vợ, vợ lo. Leo lên giường nằm kế em mà không tắm. Yên tâm chị, em dội nước tự động tỉnh vô tắm. Đấy, nhẹ nhàng đơn giản, dội nước tỉnh tự động đi tắm. Dạ. Em nãy giờ nói chuyện á, em có hình dung được cô gái bên này là một mẫu người như thế nào không, về ngoại hình đó? Có thể nghe bạn kể ngâm mỉm chứ càng càng giống em à. Em thích vậy mà. Dạ. Mà em nói là cũng cô gái mẫu mỉm giống như em mà. Dạ. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đến với gia đình thứ hai của em, chị Văn Anh ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ. Cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em Bằng thì là trai quê, chất phác, hiền lành, tử tế và rất là tốt tính. Bằng chăm chỉ lắm, mẫn cán và luôn hết lòng. Chào Thu Đang. Dạ, chào chị ạ. Thực sự mà nói thì lúc em mới đi ra, nhìn là đã có thiện cảm rồi. Em rất là dễ thương và qua những cái chia sẻ hoặc là những cái trao đổi nãy giờ đó thì cái cảm tình trong chị dành cho em nhiều hơn. Cái thời gian thì nó cũng eo hẹp, rồi cái không gian nó có thể là nó cũng không có tiền để cho các em thoải mái và tự nhiên để mà thể hiện hay là bộc bạch cảm xúc đâu. Nhưng mà chị nghĩ là để có cái rung động thì có lẽ là hơi khó đấy. Cho nên là chỉ cần khi mà rào mở ra này, mình nhìn nhau này, mình tiếp xúc có một vài những cái trao đổi nữa mà cảm thấy rằng là có cái sự cảm mến và đó là cái thiện cảm đó thì cứ cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn chị. Bằng ơi. Dạ vâng. Em giao niềm tin đúng chỗ rồi đó. Đang, hôm nay em tới đây em đi với ai? Hôm nay em đi tới với chị họ và anh họ của em cùng với bạn của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào quý vị khán giả. Về cho chị nhận xét luôn về bạn trai bên này. Về ngoại hình thì chị thấy là hai bạn rất rất hợp nhau. Có thêm hai đôi mắt kiến nữa rất hợp luôn. Lối sống thì hai bạn cũng mê ăn mê ngủ giống nhau. Thì chị nghĩ về là chắc là rất hợp nhau. Cứ bấm mình chống ế em ha. Rồi ha. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị ạ. Dễ thương, dạ, cảm ơn gia đình nhà mình. Tôi tin tưởng đây là một cặp đôi rất là dễ thương và rất là hợp với nhau. Quan trọng là các bạn có hợp chung nhịp tim hay không thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Bằng. Chào Thư Đang. Dạ, chào anh. Em cũng muốn quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Em cảm nhận về anh như thế nào? Em tưởng là anh cao lắm chứ. Cũng như em. Người chững chạc, hơi gọi là nghiêm túc. Nhìn khuôn mặt dễ gần. Nếu sau chương trình này chúng ta có duyên, anh có thể mời em đi ăn. Mập rồi đó. Mình ăn chay được không anh? Ăn chay mà hạp là nó mập bạo nữa. Yeah. Nhiều khi biết đâu mình cảm xúc quá, mình nhìn nhau cũng no nữa. Ồ, hay quá. Anh có định hướng gì cho cuộc sống nếu như mà mình tiến tới hôn nhân sau này? Đương nhiên là phải lập nghiệp ở Sài Gòn rồi. Mà muốn 2 năm tới thì anh sẽ mua một cái chung cư trả góp. Thì nếu lập gia đình thì sẽ về ở đó. Anh tự mua hả? Anh sẽ tự mua. Vợ không có liên quan đúng không anh? Về cái quan điểm mà trong cái cuộc sống hôn nhân á, thì anh quan điểm như thế nào? Anh quan điểm là hai người phải tôn trọng nhau. Hai vợ chồng cùng làm, cùng chia sẻ. Công việc nấu ăn chẳng hạn, em nấu cơm, anh rửa chén chẳng hạn như vậy. Và anh có thể nấu. Lỡ em không thích làm hết sao?
Không, cái đó, điều đó thì anh nghĩ cũng không quan trọng. Anh đi làm về muộn không ạ? À? Anh sẽ sắp xếp công việc để về sớm. Sắp xếp về sớm, trong tuần anh về sớm được bao nhiêu ngày? Đa số thì thường thường khoảng 8 giờ là anh, 8 rưỡi là anh về tới nhà rồi. Chết bà rồi, thấy em nấu cơm mà. Em yên tâm, anh sẽ rửa chén cho em. Thôi em sẽ mua cơm hộp. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì anh cũng có một ca khúc tặng cho em cùng MC Nam Thư, anh Quyền Linh cùng toàn thể các vị khán giả trường quay và khán giả truyền hình. Từ khi qua đây anh đã biết bối rồi, vì những lúc thoáng em cười anh đã biết con tim hoa xuân hé nụ. Người yêu ơi xin em chớ quên, anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Hay quá. Cảm ơn. Đan ơi. Dạ. Vậy em có món quà tinh thần nào đáp lại cho bằng không? Dạ có, để em mở quà chị. À. Thì em có cây bút em muốn tặng anh. Cảm ơn. Trời ơi, dễ thương vậy. Em muốn là một người đàn ông bước ra ngoài thì phải là lịch thiệp, lịch sự. Và cái cây bút thì nó rất là gần gũi với công việc của mọi người, gần như là hàng ngày. Và một cái ý nghĩa mà muốn sâu xa nữa là dùng cây bút để vẽ lên cuộc đời tươi đẹp cho hai đứa sau này. Trời ơi. Em nhìn anh thì em thấy rất là dễ gần. Hy vọng là mình có cơ hội tiếp xúc nhau để trao đổi nhiều hơn. Rồi, hết thời gian. Kiểm tra lại một lần cuối. Chuẩn bị. 3 2 và 1. Hết thời gian. Chúc mừng em. Chúc mừng. Đẹp đôi dễ sợ. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau đi. Trời xin phép. Hay quá vậy ta. Dễ thương. Thì bây giờ là tới một cái thủ tục mà em hết sức là yêu thích ở bạn muốn hẹn hò. Nụ hôn đầu tiên sau khi bấm nút. Bình tĩnh, đừng xỉu nha. Em xin phép anh chị. Để em. Để em đúng không? Để hay em. Quá. Bản lĩnh tuyệt vời đấy. Cảm xúc của mình mà. Bằng mọi hình thức hả chị? Tùy em, hình thức nào cũng được. Trời, điện đứng quay qua đó vậy. Đứng quay. Ông giống như là thôi tôi không muốn đâu gì đó. Đừng ngay ngùng gì nữa. Dễ bạn thương. Tiếp tục nhiệm vụ của mình. Dễ thương hết sức. Đụng tóc rồi cưng. Tôi hôn màu má cô ấy. Nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm. Làm lại đi bằng. Dạ em xin phép lại. Không biết cái lỗ tai nó nhột lắm. Kỳ quá. Bạn đứng đàn ông đâu bằng. Nào. Má. Không. Chưa có được. Không được tôi bắt hoài luôn á. Bây giờ em thấy trúng chưa? Dính chưa? Dạ dính rồi. Mà dính vô tóc hay vô má? Ngày vô tóc má. Vô tóc kìa. Vô tóc kìa thấy chưa? Bằng. Dạ bằng. Vô má đàng hoàng. Dạ em xin phép lại. Rồi. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gói cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào em. Rồi, em giới thiệu về mình đi em trai. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Hồng Vương. Em năm nay 29 tuổi, sinh ra tại quê hương Diễn Châu, Nghệ An. 5 năm tuổi thì em theo gia đình vào Đắk Lắk xây dựng vùng kinh tế mới. Tới năm em 18 tuổi thì em xuống Vũng Tàu sinh sống và làm việc cho tới bây giờ ạ. Tới giờ hiện nay là Vũng Tàu với ai? Tới giờ thì em sống ở Vũng Tàu một mình. Em đã từng làm nhiều nghề rồi, trong đó có nghề em làm lâu nhất đó là em làm quản lý khách sạn. À. Em làm quản lý khách sạn là em có từng chụp hình với anh rồi đấy. Ủa vậy anh có vô khách sạn rồi? Anh có dẫn vợ anh và hai nàng công chúa. Trời may quá. Trời ơi tôi nhóm vậy rồi đó Linh. Tôi nhóm vậy rồi luôn á. Tôi sợ nó nói vô với ai. May quá. Ủa rồi bây giờ em đang làm gì cưng? Cũng quản lý khách sạn luôn. Hiện tại thì em đang còn kinh doanh homestay. Và em làm thêm về bên môi giới bất động sản của nhà kinh doanh. À homestay ở Vũng Tàu hả? Ở Vũng dạ Tàu đúng rồi. Linh nhớ lấy địa chỉ Linh.
đặng né. Không, mà đi với vợ con mà đi ai đâu mà né. Rồi, thôi em sao nè, gỡ cho anh Linh đi, anh rối lắm rồi, tự giới thiệu nói vâng lớn à. Lên là lớn cả cảm xúc em, của anh. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào và em. Chào anh Vương à, chào em. Và chào quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em xin được tự giới thiệu, em tên là Thủy Trúc, năm nay em 29 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng tại xí nghiệp công nghiệp và dịch vụ ô tô. Dạ. Ở đâu em? Dạ hiện tại em đang công tác tại Thủ Đức ạ. Nhà em ở Gò Vấp. Là hiện tại là mình ở Vũng Tàu luôn hả anh? Đúng rồi em, anh ở bãi sau á. Anh có thấy khoảng cách giữa em với anh có xa không? Anh nghĩ là một chuyến xe nó chỉ mất 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì nếu như 5 giờ chiều mình tan ca thì 7 giờ tối vẫn có thể gặp được nhau rồi. Là anh từ Vũng Tàu anh lên Sài Gòn đúng không ạ? Đúng rồi em. Anh nghĩ là nhiều người nói thế này này, tức là khi chúng ta rảnh chúng ta gặp nhau. Nhưng mà anh nghĩ là nếu như mình cần và thích nhau á thì chúng ta sắp xếp cố gắng để mà có thể rảnh để gặp một ai đó. Dạ. Hay. Cho nên là anh sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể của bản thân mình. Quan trọng là tình yêu có thăng hoa không thôi. Nếu mà tình yêu đủ thăng hoa, đủ chín á là dọn từ Vũng Tàu về Sài Gòn luôn. Chuyện đó bình thường. Ừ, thế còn bây giờ bạn giới thiệu hết những gì mà mình muốn nói để cho bạn trai kia hiểu về mình. Ưu điểm của em á thì em hoạt ngôn, hòa đồng vui vẻ với mọi người và chân thành. Còn yếu điểm của em thì em khá là nhạy cảm. Tại vì em sống thiên về tình cảm. Cho nên là em sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, đặc biệt là những người thân của em. Đó. Còn cái khuyết điểm nữa là em là người rất là thẳng tính. Tức là em không hài lòng một cái vấn đề gì đó là em nói thẳng luôn. Nói liền luôn, dạ, không có đúng để bụng. Rồi, em nói liền luôn. Dạ, em cũng có thích nhậu nữa. Dạ, em không biết là bạn nam ở bên kia như thế nào, nhưng mà lâu lâu á thì em hay cùng đồng nghiệp và cùng những anh chị em là đi nhậu với nhau. Tửu lượng của em là tính như thế nào? Tính ly hay là tính lon? Em uống mà em có thể kiểm soát được là tầm khoảng 5 lon. Dạ, còn mấy ly? Lon. Dạ ly thì không có tính ly chị. Rượu phải uống bằng ly chứ đúng không? Dạ đúng không, rồi. Tính lít á. Tính bằng xị hay là tính bằng lít á, anh Linh hỏi vậy? Dạ xị thôi ạ. Xị. Dạ. Em ơi, anh hỏi chút này. Dạ. Em bảo là 5 lon là em còn kiểm soát được, vậy thì em có hay không kiểm soát được bản thân không? Dạ không anh. À. Dạ. Rồi, em trai, bây giờ em hãy nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là tính em thân thiện, hòa đồng và có khả năng giao tiếp tốt với mọi người. Đúng rồi, quản lý khách sạn mà. Đủ mọi lứa tuổi, tức là em có thể nói chuyện và chơi những bé 1, 2, 3, 4 tuổi cũng được. Quá tốt. Hay là đến những người lớn tuổi 60, 70 tuổi. Ừ, giống anh đó, anh là giao tiếp ai cũng được hết. Mình nói chuyện tình yêu đi. Dạ. Bên kia có mấy mối tình rồi em gái? Dạ hiện tại thì em có 2 mối tình ạ. Hiện tại hả? Dạ không, em nhầm, trước đây ạ. Mối tình dài nhất là khoảng 3 năm nhưng mà tụi em yêu xa. Rồi mối tình ít nhất là mấy năm? Dạ 1 năm ạ. Thì do bên em tụi em không cùng quan điểm với nhau. Hùng Vương, em có mấy mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là hồi còn đi học cấp 3. Rồi. Thì đó là mối tình đầu. Mấy năm? 2 năm ạ. Rồi mối tình kế tiếp? Mối tình kế tiếp thì là mối tình hồi sinh viên. Mấy năm? Thời gian cũng diễn ra rất là ngắn, chỉ mấy tháng thôi. Mấy tháng rồi. Sau đó thì mối tình gần đây nhất thì em có yêu nhau là 2 năm. Vậy là cũng gần 5 năm dạ. với tình yêu rồi. Dạ thì tại sao lại chia tay với mối tình đó? Hai người tình yêu chưa đủ lớn để có thể sẵn sàng thay đổi vì nhau. Quan điểm mà khi tiến đến hôn nhân gia đình nó khác nhau. Em có thấy mình có thiếu sót gì trong các mối tình đó không? Em nghĩ là bản thân mình biết em là học thiếu sót cái gì là quan tâm với đối phương hơn. Đó. Tức là cái thiếu sót của mình là mình thiếu quan tâm đến đối phương. Cái này mình phải rút kinh nghiệm. Bởi vì trong tình yêu nếu không quan tâm chăm sóc thì tình yêu không đủ lớn. Tại sao tụi anh lại nói chuyện về quá khứ? Tức là sau những mối tình thất bại đó mình rút kinh nghiệm gì để mình biết, để mình bổ sung cho cái mối tình mới, chứ không phải là mình moi cái chuyện quá khứ làm gì. Rồi, như vậy là rõ. Chúng ta sẽ đến với những cái gì mới hơn, một cái mối tình mới và cố gắng chăm sóc những cái gì mà thiếu thôi từ ngày xưa giờ nha. Em ơi, với em cái người bạn gái mới mà em muốn tìm hiểu thì em muốn cái bạn đó phải như thế nào? Em chào chị. Chào em. Em thích chị từ ngày mà đóng những phim hài với anh Xuân Hinh á. Trời ơi, công nhận cái trí nhớ của bạn này rất là tốt, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là chưa bao giờ em thấy chị ở một khách sạn nào. Trời ơi. Sao bây giờ em nói cho chị nghe coi là cái bạn gái của em á, bây giờ em muốn bạn như thế nào, ngoại hình ra làm sao, hay là phải giống với một cái mẫu hình lý tưởng nào mà em nghĩ trong đầu? Em thì em không một hình mẫu lý tưởng nào cả. Em thích cảm giác yên bình bên người có tính cách mà họ thiện lương, biết thương cảm với những hoàn cảnh khốn khó. Và nếu một người thích kinh doanh càng tốt.
Là bây giờ mình đang làm homestay với lại ngành bất động sản. Dạ đúng rồi. Thực ra thì em thích những người phụ nữ có tính cách một truyền thống pha chút hiện đại ấy. Cố gắng vun vén cho gia đình cũng như cho dòng họ hai bên nội và ngoại. Mọi thứ nó hài hòa. Có những khi mà mình hơi quá một chút thì hai bên tự cân bằng với nhau. Mà nóng tính quá thì nhiều điều sẽ không hay nói trong lúc mà mình quá nóng. Chào xem đàn gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Em là cô gái rất là thông minh. Dạ. Anh nghe nói thôi, anh biết rằng em là người giao tiếp cũng rất là tốt. Dạ em cảm ơn anh. Em thích không thích điều gì đàn ông? Em nói điều em thích trước đi. Dạ, thứ nhất em thích một người đàn ông chân thành, ấm áp, biết cách cư xử với lại người lớn. Còn cái điều mà em không thích đó là thứ nhất là keo kiệt, gia trưởng, lăng nhăng và thích thể hiện mình á, tức là không có khiêm tốn. Em qua cái tuổi yêu đầm thắm, yêu cuồng nhiệt rồi. Bây tức là yêu... bây giờ em chỉ muốn một cái tình yêu em đềm thôi. Em đềm đúng không? Dạ đúng rồi. Mình chưa gặp nhiều, mình chưa biết như thế nào, nhưng mà qua các chỗ tiếp thì nghĩ rằng người đàn ông này có thể nói là 80-90% đúng với những gì tiêu chí bên đàn gái đó. Rồi để tôi hỏi chuyện nhà trai chút xíu nè. Nói nghe nè bé. Ví dụ đi, cái cô bạn gái này nè, cổ nói bây giờ cổ muốn em chuyển về Sài Gòn với cổ, thì em có đồng ý không? Em nghĩ là nếu hai người mà đã quyết định một cách chắc chắn sẽ đến với nhau, xây dựng thành một hạnh phúc gia đình ấy, thì nơi nào có thể phù hợp với bản thân của hai đứa thì mình sẵn sàng về nơi đó. Y như anh, tức là khi ta đã xác định mình lấy nhau, mình cưới nhau, thì ở đâu có điều kiện, có công việc ổn định, có sự phát triển về kinh tế, chúng ta sẽ quyết định ở đó. Bạn nam này rất đẹp trai nè, mà ăn nói thì rất là ngọt ngào, nhiều khi mình ghen lộn lên mình chịu không được. Ví dụ vậy thì sao? Xa quá trời luôn. Thì đó, thì đâu đó. Có xa. Vấn đề quyết định là do hai bạn. Do các bạn thôi. Bây giờ mình sẽ tham khảo ý kiến người thân. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị hai của em ạ. Chị hai. Chị hai ạ. Rồi chào chị hai. Dạ em chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Em xin chào chào Vương. Em là chị hai của bạn Trúc. Bạn Vương thì rất là bản lĩnh, rất là giỏi về giao tiếp, có khả năng là vun vén cho gia đình á. Chị cũng hy vọng là qua cái chương trình này, hai bạn đã nhờ chương trình có cái duyên để gặp nhau rồi, thì mình cũng nên cho nhau một cái cơ hội. Trước tiên là có thêm một người bạn, sau đó thì cái chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Em xin hết ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị gái. Còn Vương đi với ai cưng? Em đi với em trai ruột của mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và tất cả mọi người trong trường quay. Em là em trai của anh Vương. Thì qua cuộc nói chuyện vừa rồi á, em cảm thấy là chị gái là một người rất là có kinh nghiệm và một người từng trải. Và năm nay thì hai người cũng đã 29 tuổi rồi, thì em mong hai người sẽ có một sự lựa chọn chín chắn và trưởng thành nhất để đưa ra quyết định sáng suốt nhất ạ. Nhưng mà em thấy chị gái được không? Dạ chị gái rất là xinh ạ. Hợp với anh trai mình về tính cách về này kia không? Dạ cái đó thì em chưa dám chắc, nhưng mà em tin là sẽ hợp nhiều lắm ạ. Sẽ hợp nhiều lắm. Dạ vâng. Rồi cảm ơn sự góp ý của hai họ ha, trai và gái. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt đi, rồi hai bạn sẽ quyết định nha. Okay. Mở rào. Dạ, em có một cuốn sách tặng anh. À, cảm ơn anh. Dạ, anh cũng hay đọc sách đó. Anh thích sách từ nhỏ. Dạ, vâng. À, anh có thể mở ra xem dạ, là tựa dạ. đề cuốn sách được không? Dạ, được ạ. Tựa đề cuốn sách là Bạn đắt giá bao nhiêu? Cái này là nội dung của nó là về kinh tế hay là về gì em nhỉ? Dạ về tâm lý, tình cảm. À. Dạ. Anh đã đọc cái cuốn Hiểu về trái tim này chưa ạ? Anh đọc rồi. Cuốn Hiểu về trái tim của tác giả Minh Niệm. Thì anh muốn gửi đến em cái này là với này. Anh vốn là người rất sống rất là chân thành. Anh nghĩ là những cái gì từ trái tim á, nó sẽ đến với trái tim. Kèm theo đó thực ra cuốn này thì hầu như là doanh thu bán sách đều mục đích để làm từ thiện. Dạ. Nên anh xin gửi em món quà này, mong em đọc nó. Dạ vâng, em rất cảm ơn anh ạ. Anh nói về cuốn sách Hiểu Trái Tim cho em nghe. Anh là chủ tịch hội Hiểu Về Trái Tim. Tụi anh sản xuất ra cuốn sách này để bán, để lấy tiền mổ tim cho trẻ em. Cũng nhờ cuốn sách Hiểu Trái Tim này mà tụi anh mổ gần 2.000 ca mổ tim cho trẻ em. Gọi là kém may mắn trong cuộc sống đó em. Dạ. Rồi bây giờ thì các bạn có thể trò chuyện cảm nhận về nhau lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó. Anh có gì hỏi em không? Nói về chuyện ăn nhậu đi. Thôi mình bỏ dạ. chuyện ăn nhậu bên đi. Không, em xin phép em hỏi một chút xíu mình, thôi. Mình chuyện người đàn ăn ông nhậu mình không của em không thích em ăn nhậu. Dạ. Em có sẵn sàng thay đổi không? Cái tính chất công việc của em thì cũng có giao tiếp với khách hàng.
cũng có đi với bạn bè. Nhậu em nói ở đây không phải là gọi là bê tha hay gì đâu, anh đừng có lo. Dạ, tức là mình giao tiếp thôi. Anh một, sợ hả? Một tuần thì anh giao tiếp. Sợ nhậu hay sao? Một tuần em giao tiếp mấy lần? Mà anh này vào thì cuối anh cuối tuần thôi ạ. À? Sợ thì không sợ, dạ. Chỉ là anh quan ngại sâu sắc một tí thôi. Em biết nấu ăn nhưng mà em không thích, em chỉ thích gọi là sơ chế. Thì anh có nhận xét gì về cái vấn đề đó không ạ? Ai cũng vậy, con chim sẽ bay về tổ ấm. Con người ta thì thích cảm xúc tích cực. Tức là em đi đâu em muốn về nơi nào đó mà chào đón mình ấy. Giả sử như em lập gia đình đi, mà người chồng em muốn em nấu cơm thì em có sẵn sàng em thay đổi hay sẵn sàng em tìm hiểu không để em nấu được? Dạ có. Quá dễ, lên Google gõ, ta nói rất nhiều cách nấu ăn, anh là không biết nấu ăn. Cứ như thế mười mấy năm mình trở thành một đầu bếp gia đình. Đơn giản là nói như thế để thấy các bạn thấy rằng là không biết nấu ăn, mình học nấu ăn. À, không có khó, lên Google search nấu món gì ra hết. Em tìm một người bạn đời như thế nào? Em tìm một người bạn đời có thể đồng hành cùng em. Chứ đừng gọi là... Em không có khái niệm là hai người phải hy sinh vì ai đó mà hy sinh, mà hai người phải cùng nhau đồng hành với nhau. Thì cái đó là mới gắn bó, mới bền lâu được. Chứ một người mà hy sinh và một người kia không trân trọng thì cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ không có kéo dài lâu được. À, nếu hai người cãi nhau, ai là người xin lỗi? Theo em thì sao? Tại vì cái tính của em á, nhiều khi cũng ngang. À, dạ. Nếu vậy thì em hãy đọc thật kỹ cuốn sách anh tặng em ấy. Dạ. Nó dạy chúng ta biết điều tiết cái cảm xúc của bản thân rất là nhiều, kể cả lúc vui, lúc buồn, giận dữ. Và wow, lý giải rất là hay. Rồi, chúng ta hãy tiến gần đến nhau. Nào, nắm tay nhau để cảm xúc về nhau. Và... em có năng khiếu hát hay đọc thơ gì không? Em hát. Bây giờ là tháng 11 rồi nhưng mà em hát một bài liên quan tới tháng 10. Ta gặp nhau vào chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. La la la, la 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 la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao. Trời ơi, trời ơi, lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ. Vì chỉ thấy nắng trong tim mình say du đu, du đu. Em xin hết ạ. Em có giọng ngọt ngào, dạ, dễ nghe, dễ thương. Anh chỉ nhớ duy nhất một bài thơ á, là ngày xưa đọc lén được thư tình của mấy cái người mà viết cho dì anh từ lâu lắm rồi. Dạ. Hồi anh còn nhỏ. Đó là có một câu như này: anh yêu em có tiếng nói dịu hiền và đôi mắt của mùa thu trong sáng. Anh yêu em không có ngày có tháng và chỉ biết không nhớ em là không được. Dạ, cảm ơn bạn Hứa và hay. Mời các bạn về vị trí. Bây giờ các bạn đã trao đổi với nhau, các bạn đã nhìn nhau, được sự góp ý của hai bên gia đình. Chúng ta đã nắm tay nhau để cảm nhận cảm xúc về nhau. Suy nghĩ xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Suy nghĩ xem ta có nên bấm nút hay không? Trái tim mình có rung động thật sự hay không? Bấm nút là trao duyên đi. Chúng ta không bấm nút vì bất kỳ điều gì nha các bạn. Sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ quyết định. 3 2 1 Hết thời gian. À, anh xin chia sẻ một chút thế này này. Anh nghĩ rằng bên ngoài kia sẽ có rất là nhiều chàng trai bấm nút cho em. Nhưng mà anh nghĩ rằng cá nhân anh nghĩ rằng anh không phải là người phù hợp với em. Cảm ơn bạn đã chân thật với trái tim của mình. À, rất tiếc các bạn chưa rung động, chưa bấm. Thì đúng như bạn trai nói, ở ngoài kia có rất nhiều chàng trai sẽ bấm cho em gái, và cũng rất nhiều em gái sẽ hợp với chàng trai sẽ bấm nút cho em. Chúc cho hai chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ từ trái tim của các bạn. Món quà của các bạn vẫn giữ lấy làm kỷ niệm. Người lạ ơi, có đôi khi chúng ta gặp nhau trên đường đời một lần nữa thì sao? Hiện giờ thì cảm giác bạn gái thế nào? Mình không thể đi cùng nhau, nhưng mà mình có thể là bạn của nhau. Đúng rồi. Mình sẽ có thêm một cái mối quan hệ mới. Biết đâu sau này em có dịp về Vũng Tàu thì em cũng có thể liên hệ với anh, hoặc là sau này em có thể em mua căn hộ hoặc là mua nhà gì đó thì em cũng có thể liên hệ với anh, hoặc là anh cần ô tô thì anh có thể liên hệ với em.
không vấn đề gì hết. Đúng rồi, một cô gái rất bản lĩnh. Coi như giao tiếp liền luôn đó. Đúng giao rồi. Tiếp đặt mối quan hệ buôn bán liền, ngay và liền. Chúng ta cứ đưa ra quyết định của mình, đó là quyết định của mình. Cho dù người khác không quyết định đúng như mình ý mình muốn, đó là bản lĩnh của một người con gái. Anh rất là phải nói rất nể em vì điều đó. Dạ. Chúc các bạn sẽ trở thành những người bạn với nhau nha. Và chúc chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Em tên là Ngô Hoàng Long. Em năm nay 28 tuổi. Quê quán tại Hà Nội, hiện tại thì em đang ở Sài Gòn được 4 năm rồi. Công việc của em hiện tại thì đang là quản lý một trung tâm Anh ngữ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em chào tên bạn. Là Nguyễn Hoàng Sang, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra ở Đồng Nai. Hiện tại thì em đang có hai cửa hàng thời trang tại tỉnh Bình Phước. Và em đang làm việc và kinh doanh tại đó. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em thì tính của em thì cũng rất là dễ gần. Tại vì công việc của em kinh doanh đó chị. Nên nhiều khi mình cũng phải nhẹ nhàng với khách hàng. Ủa mà sao vậy mà em vẫn chưa có bạn trai? Trong cuộc sống mình có những lúc mình không nói trước được chị ạ. Có những lúc mình cứ ngỡ rằng mình yêu như vậy là đã là đúng rồi. Mình cứ lao và mình yêu thôi. Nhưng mà thật sự nó không đúng. Tự làm tổn thương bản thân mình. Rồi cũng có những lúc mình cứ tưởng chừng như mình đã chọn thời điểm và đúng người rồi. Nhưng mà lại cũng không phải như thế. Người ta lại là người đến rồi cho mình một tia sáng, một tia hy vọng. Rồi người ta cũng chính là người dập tắt nó đi. Ai mà ác dữ vậy? Trời ơi, cái gì mới 24 tuổi mà nói về tình yêu sao mà nó... Ai mà đem hy vọng tới người ta thì dập tắt hy vọng của người ta. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình chính thức thôi. Còn không chính thức thì nhiều lắm hả? Dạ, không có. Thì em thì có, cũng là chỉ là làm quen tìm hiểu thôi chứ không có dẫn đến tình yêu. Thôi bỏ qua cái chuyện hơi cũ đi, giờ bây giờ nhắc tiền trường mới nha. Bây giờ bạn gái nè, muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thì em thích một bạn nam, ví dụ như là làm công việc kinh doanh, còn nếu không kinh doanh thì công việc tương đối ổn định. Cái ngoại hình bên ngoài thì phải đậm đà một chút, đừng có mỏng manh quá. Đậm đà là sao em? Trời đây quá đậm luôn. Đậm là da màu đậm á hả? À không phải chị, đó là nhìn cứng cỏi chút quá chị. Chắc chắn chắc chắn dạ đúng rồi. Đây hơi bị ngon à. Lát chị qua chị kiểm tra cho. Rồi sao nữa, có cao lớn à? Tầm 1m68 trở lên là được rồi. 1m7 thì càng tốt. Đủ luôn. Đủ không em? Dễ ẹt. Còn gì nữa, gì khó hơn đi. Cái gì nữa không? Có yêu cầu khó hơn đó. Dạ. Tính tình thì phải trầm tĩnh một chút xíu. Bên đây lúc trầm lúc không trầm. Rồi có yêu cầu gì nữa không? Nãy giờ yêu cầu bên đây có đủ hết rồi đó. Có cái điều gì bạn tối kỵ, bạn không thích ở người đàn ông không? Tại vì công việc của em là kinh doanh đó chị. Nên nhiều khi về cái rô thời trang của em nó cũng phải đa dạng. Và em cũng bán hàng online nữa. Nên rất là nhiều mẫu mã, ví dụ như những cái trang phục hở hay là gì kia là bắt buộc là em phải mặc để em chụp mẫu rồi. Nên chụp để đăng lên trên Facebook để bán phải không? Dạ đúng rồi. Nên về rô ăn mặc thì em cũng mong muốn nếu mà bạn trai của em thì cũng phải hợp rơ với em vấn đề đó. Thoáng một chút. Dạ, nhưng mà em sẽ biết cách điều chỉnh. Ví dụ như khi gặp người lớn hay như thế nào em sẽ ăn mặc phù hợp với nó. Rồi bạn nam thì phải biết ăn mặc chút xíu nữa. Để coi còn có biết ăn mặc nói không lớn nha. Lớn không? Trời ơi. Ồ, được. Được. Chuyện nhỏ. Style dữ nha, cặp này xứng đôi nè. Nhưng mà điều nhiều khi đàn ông ích kỷ lắm. Mình ăn mặc đẹp thì được, nhưng mà bạn gái mình mà diễn quá thì lại thấy khó chịu. Ra, quan điểm của em thì bạn gái đẹp thì càng tốt. Nhưng mà cổ hơi hở hở một chút được không? Em thấy cũng không sao đâu chị. Chà, mà để nó nghe nè, nãy giờ có nói xạo với anh Linh không cái vậy chứ sao mà vậy mà không có mà bạn gái mà lên nhờ chương trình? Dạ vâng, thì tại vì tính em hơi trẻ con, nhưng mà trong tình yêu thì có khi là mình cũng hơi khó tính quá nên là mình chưa tìm được cái người phù hợp với mình thôi. Vậy em muốn tìm người sao mà em nói khó? Dạ thì trong tình yêu thì mình phải cùng sở thích với là hợp tính cách. Ví dụ như là em rất là thích đi xem phim mà em rất là thích ăn uống, nên là nếu mà như mà hợp về cái đấy thì là tốt nhất. Chứ không có chuyện nó dễ. Tưởng yêu cầu gì không, thích xem phim với ăn tại uống vì, tại vì nhiều khi có bạn nữ thì ví dụ như là giữ dáng quá hay là sao thì mình lại lười ăn. Trời ơi, dài cũng bóng nữa. Áo cũng bóng nữa. Trời, người ta... Ngon thì ý tôi nó ngon mà. Này, có tật xấu gì không? Tật xấu thì em... Tật xấu em là hơi lười. Lười gì? Với cả lười như ví dụ dọn nhà. Dạ, còn hay quên nữa. Nếu như được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Nếu mà được thì chắc khoảng 1-2 năm nữa. Rồi, nhưng bây giờ mình cứ phải chuẩn bị dần dần là vừa. Tới đó là chỉ rước cô dâu về thôi. Dạ. Ha, rồi để tôi gả cho. Trời ơi. Để qua coi đàn gái con sao chứ. Trời ơi, xứng đôi vừa lứa là được rồi. Trời, chứ giờ anh muốn nha. Sao anh qua anh coi. Chúng ta là gái coi sao. Khi dễ nha, gái đâu được. Cú thà. Trời ơi. Trời ơi. Dễ thương. Đi
giật mình. Chào anh. Trời ơi, giống mặt xinh xinh giống Phạm Băng Băng quá nha. Dễ thương quá. Bạn có muốn hình tượng người yêu của bạn giống ai không? Trong nhà em thì em có một anh trai và hai anh rể. Và em hình tượng ba mẫu người đàn ông trong gia đình của em. Rồi tới ba người gặp lại ai với rể đâu liên quan gì đâu trời. Bà. Tại vì không phải ba nữa. Là tại vì các anh trong nhà em ai cũng là soái ca đó. Rất là thương vợ con, ngoài công việc ra thì rất là chăm bẩm cho gia đình. Ở đây có những người nào thần tượng em ngồi đây không? Dạ có anh em. Rồi để chút coi thử coi soái ca là giống soái ca trên đây không nha. Bên đây không sói ca là cái ca cũng được. Giờ gặp sói ca em trước nha. Dạ. Ồ, sói ca. Anh ruột hả em? Dạ, anh rể của em. À, anh rể. Dạ. Kế bên là chị ruột đó hả? Dạ không, kế bên là hai bạn thân của em. Rồi, chào anh. Anh thấy em trai bệnh như thế nào? Dạ, được ạ. Muốn làm anh em cục chèo á. Dạ, nhìn men với nhìn cũng đẹp trai, rồi nhìn nói chung nhìn cũng hợp á. Rồi, hai bạn kế bên này. Thì ý kiến của mình là chỉ có một cái thắc mắc là về khoảng cách của Sang với lại anh có vẻ hơi xa, thì không biết là anh có cái dự định như thế nào để mà mình hẹn hò. Anh cũng hơi bất ngờ tại vì mình cũng hơi khoảng cách hơi xa nhau, nên là nếu mà được thì quen nhau thì tốt nhất là một tháng mình gặp nhau một lần thì cũng ok. Tại vì cái công việc của anh thì đi làm thì anh cũng làm từ sáng đến tối, nên là cái khoảng thời gian nghỉ của anh thì cũng không nhiều. Tại vì một tuần thì anh có thể nghỉ chỉ được một ngày là nhiều thôi. Cái việc mà mình quen nhau như vậy mà một tháng mình chỉ gặp nhau khoảng 1-2 ngày như vậy thì cái mức độ tình cảm của mình nó không có được thăng tiến nhiều. Nên là tại vì bây giờ em nghĩ cái vấn đề công nghệ nó phát triển rồi mà em. Nếu mà mình không gặp nhau thì mình có thể FaceTime mà. Được không? Sang hay sao? Dạ, tại vì khoảng cách đó thì em có thể giúp anh hỗ trợ được. Tại vì một tháng em có thể em lên lấy hàng 4 lần. Ồ. Tôi sẽ đứng về phía Nam có đi ra không? Dạ, em đi với mẹ em và chị họ em. Ồ, có mẹ nữa hả? Có chị họ nữa. Rồi, cho gặp mẹ. Dạ. Chào cô. Chào Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Cô cảm nhận về cô gái này như thế nào ạ cô? Theo sự nhìn nhận bên ngoài của tôi thì tôi thấy cô ấy rất là dễ thương. Còn về vấn đề tình cảm của hai bạn thì đấy là tùy đó ạ. Dạ, tùy hai đứa ha. Em có thể chào hỏi bác vài câu. Dạ, lời đầu tiên thì con cũng gửi lời đến sức khỏe đến cô và gia đình. Đó là nhận xét của cô thì cô đã khen con dễ thương. Rất là cảm ơn cô. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Rồi, chúng ta sẽ có cơ hội 2 phút thôi. Trò chuyện thật nhanh, cố gắng thuyết phục. Bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Trước tiên thì anh có một món quà tặng cho em. Hy vọng là khi mà nhìn thấy con gấu bông này thì em sẽ luôn nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn rất nhiều ạ. Sau cuộc trò chuyện và trao đổi nãy giờ, anh có cảm nhận gì về em không? Anh cảm nhận thì anh thấy em đúng là rất là dễ thương và em rất là giỏi. Dạ, cảm ơn anh. Tại vì với 24 tuổi mà em có hai cái cửa hàng như vậy rất là giỏi rồi. Anh cũng chúc em là sẽ có thêm cửa hàng thứ 3 ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ, em cảm ơn anh. Nếu mà em nói là một tháng mình lên được, em lên Sài Gòn được 4 ngày á, thì không biết là những cái ngày đấy thì mình gặp nhau thì vào buổi tối được không? Tại vì anh ban ngày anh đi làm á, còn nếu mà em vào được những cái ngày mà anh nghỉ được thì anh mới có thể gặp em được vào ban ngày á. Thì không biết cái đấy thì mình có cảm thấy là khó khăn hay không? Dạ, về thời gian thì buổi tối thì cũng được chứ không có gì hết. Tại có những lúc thì em đi lấy hàng về hơi bị muộn, khoảng 7-8 giờ vậy đó mới xong. Nên chỉ sợ hơi muộn một tí thôi. Okay, nhưng mà em với em chỉ cần mình có gặp là được. Anh hỏi em về một chút về sở thích, không biết là mình có thích cái chỗ nào mà sôi nổi không? Những cuộc hẹn hò đối với em thì cũng đơn giản thôi. Em chỉ thích những quán ngoài đường thôi. Dạ, nó rất là thoải mái mà mình được sống với mình thôi. Mỗi người sẽ có một câu gì đó thật là tình cảm nào. Khi gặp anh rồi thì em cũng thấy rất là có sự gì đó gọi là dễ gần gũi với nhau. Anh thì trước khi mà anh gặp em thì anh cũng hơi hơi băn khoăn. Tại vì anh thì cũng có thể là quan trọng bạn gái có gu ăn mặc một chút xíu, mà lại gặp đúng em là người thích thời trang. Và nhìn em rất là dễ thương nữa thì anh cũng cảm thấy rất là hợp. Với em thì cái nhìn đầu tiên rất là quan trọng. Rồi, đấy. Bây giờ chúng ta sẽ biết được cái nhìn đầu tiên có thích hay không. Rồi, đây, đặt tay vào nút bấm đi bạn.
trò chuyện ít phút cũng cũng có được những cái cảm nhận của riêng mình rồi nha. Và bây giờ giống như lúc nãy chúng tôi đã chia sẻ, bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là chúng ta quyết định đến với tình yêu, không bấm không vấn đề gì cả. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, mời em. Là sao nhỉ? Tại sao em không bấm? Cái chuyện yêu xa thì với em thì nó cũng tác động rất là nhiều. Tại vì mình không gặp được nhau nhiều thì cũng rất là khó. Em với em thì vậy thôi. Chứ còn nếu em xin lỗi em, tại vì em rất là dễ thương. Nếu như mà ở trong một hoàn cảnh khác thì chắc là... Cô ấy có nói là cô ấy sẽ lên đây một tháng 4 lần được mà. Dạ không, tại vì cái khoảng cách thì một tháng 4 lần gặp nhau thì cũng... Em nói thật là cũng hơi ít. À, nhưng mà em thấy lúc nãy anh nói là không quan trọng, anh có thể cố gắng mà. Thay vì lúc đó anh đừng nói vậy. Sorry em nhiều. Tôi nghĩ rằng bạn trai đã bỏ ra qua một cơ hội rất lớn. Bạn gái rất là dễ thương, giỏi giang và hiểu được tâm lý của người đối diện luôn. Nhưng sao, đó là quyền quyết định các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho một đối tượng nào đó thích hợp hơn. Chúc hai bạn thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn chị Cát Tường. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Không có giữ làm kỷ niệm, kỷ niệm thôi, có sao đâu. Không làm, không sao cả. Có sao đâu. Cứ giữ làm kỷ niệm. Nó là một kỷ niệm cũng rất đẹp đấy. Chúc hai bạn là sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ làm bạn tôi với nhau. Tôi chắc chắn rằng nha, sau chương trình này phát sóng, bạn gái sẽ nhận được cả ngàn lời cầu hôn của chương trình. Từ đó trở lên, bạn trai cũng vậy. Ha, cố gắng là cuộc sống. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn các bạn. Tại ưu điểm của em là nói chuyện vô duyên. Nói chuyện vô duyên, gái đâu heo đâu. Gái để vợ đỡ ghen, đỡ mệt, đỡ già. Trong cuộc sống luôn luôn có những bất ngờ như vậy. Nó cũng là một điều thú vị đấy chứ. Cũng đúng. Không sao cả quý vị. Có thể họ sẽ tìm được tình yêu đích thực một ngày gần nhất. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Nga, em 28 tuổi. Em công tác tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Gia đình em ở Bình Phước nhưng mà em làm việc tại Đồng Nai ạ. Rồi, em làm cái gì ở trong tòa án? Dạ, em làm thư ký ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên Huỳnh Thanh Tân, năm nay băm được 2 nhát rồi. Em làm ở công ty Bảo Việt Đồng Nai. Cũng hài hước quá ha. Rồi, tại sao mình tìm đến đây hả bạn trai? Ế quá anh rồi. Ế? Nếu mà về ế của em thì nó có cái truyền thuyết về cái ế của em. Còn ế của cái truyền thuyết nữa. Truyền thuyết đó, hồi xưa mẫu giáo nè, cấp 1 nè, cấp 2 lên cấp 3 luôn. Xung quanh ông bớ nó buông nhiều lắm. Em mình em nam mà xung quanh nữ không à. Chắc nó hút hết mật rồi, cái giờ lên mấy con khác nó thấy hết mật nó không hút nữa. Đây em có thích người bạn trai mà hài hước, rồi vui dí dỏm, vui nhộn vậy không? Dạ có ạ. Tại vì em thấy là trong cuộc sống á, ai cũng có nhiều lo âu, nhiều mệt mỏi quá rồi. Thế nhưng mà một người bạn trai mà lúc nào cũng gặp em cũng than anh buồn quá, anh mệt quá, anh chán quá, thì em cũng thấy chịu không nổi. Vậy là hợp gu rồi đó phải không? Dạ. Thế em cũng rất ok, là lý do tại sao mình phải nhờ đến chương trình. Dạ chắc cũng một phần do công việc nữa chị. Tôi làm việc của em thì hầu hết là mọi người có gia đình rồi. Một vài bạn nam thì chưa có gia đình nhưng nhỏ hơn em thì không có làm ăn được gì á. Thế điểm mạnh của em là gì? Em có 3 điểm mạnh chính. Nhất là em không có nhiều chuyện. Ưu điểm thứ hai của em là em thích nấu ăn và thích những bữa cơm gia đình. Ưu điểm thứ ba của em là em có lối sống khoa học, em chăm sóc sức khỏe và ăn ngủ hợp lý. Em thường đặt ra mục tiêu của mình trong mỗi giai đoạn cuộc sống để mà mình đạt được. Hiện giờ cái mục giai đoạn này là như thế nào? Giai đoạn này mục tiêu là lấy chồng. Mục tiêu là được á. Mình đặt cái chuẩn người đàn ông mình tìm là người đàn ông như thế nào? Về ngoại hình thì khoảng cao khoảng 1m65, ngoại hình dễ nhìn. Cao hơn em, đen hơn em và xấu hơn em là được chị. Gì kỳ vậy? Muốn trong mắt bạn ấy em lúc nào cũng đẹp. Rồi cái gu cô này cũng lạ lắm nè. Bên đây xấu quắc à? Trời ơi xấu quắc luôn vậy hả? Hỏi cũng thích lấy vợ đẹp.
Vợ đẹp ai không thích chị? Chứ không phải lấy vợ xấu hơn mình để thấy mình đẹp sao? Không có đâu chị, em không thích cái hình nền như vậy. Em thích cái hình nền hai cái đi chung với nhau. Mình có tật xấu gì không bạn? Cái tật xấu nó cũng gọi là cái ưu điểm của em luôn á chị. Tại ưu điểm của em là nói chuyện vô duyên. Bây giờ nó chưa lộ, khi mà mình sau này mình có vợ á chị, mình nói chuyện vô duyên, gái đâu theo đâu. Gái để vợ đỡ ghen, đỡ mệt, đỡ già. À, đó thôi cũng được. Còn em có thể là nấu ăn được, người đàn ông có thể của gia đình. Thì em khi đi làm về thì em về nhà phụ giúp vợ được phải không? Dạ, khuyết điểm của em là có thể là bạn bè nó hơi nhiều, công tác xã giao nó sẽ bị nhiều. Thì em cũng phải đi khách hàng, đi tiếp khách. Thì cái đó phải báo trước cho vợ. Dạ, thì chuyện đó bình thường. Qua coi hình nền bệnh thế nào nha. Đổi cái hình nền liền luôn. Ô trời ơi, anh kia chắc chắn xấu quá. Sao có nghe yên tâm nên hài hước ha. Mà em không biết giống như ảnh có nói là có vô duyên thiệt không thì không biết. Cũng chút chút à. Cũng có chút chút. Được không? Thầy. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không em? Dạ có, em đi với chị gái và già hết ghê luôn chị. Rồi giờ chị nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào chị? Tính cách hài hước chị như vậy là rất là hợp với bé Nga. Với nói là con người của gia đình thì bé Nga nó cũng rất cần những người như vậy, cho nên em thấy cũng rất là hợp. Tính của nó thì hơi thất thường, lúc giận lúc hờn nên nhiều khi bạn trai khó chịu. Không sao đâu, mình đẹp mà mình có quyền. Anh kia anh xấu hơn anh phải chịu mình chứ, đúng không? Em muốn hỏi bạn trai bên này là anh ơi, anh có lãng mạn không ạ? Lãng nhát à? Đúng rồi. Lãng mạn thì mình thuộc tiếp người không có thiên về lãng mạn nhiều. Tiếp người thực tế, nếu mà lãng mạn thì lâu lâu phải cố gắng làm một cái, hai cái. À Nga ơi, tớ nghĩ là đương sự này thì mọi thứ cũng tương đối ổn. Có điều là hơi thiếu một tí lãng mạn. Em nghĩ là nếu mà muốn ổn hơn chút xíu nữa thì anh nên sưu tầm thơ của Hàn Mặc Tử hay Nguyễn Bính gì đó. Mỗi lần mà bạn ấy giận hờn gì anh cứ gào thét ở dưới nhà, em nghĩ là sẽ ổn hơn. Vừa đọc thơ mà vừa kêu bằng đương sự nữa thì ai mà nghe thơ làm cò ác. Nghe ghê quá, hồi nó phạm nhân nữa mệt lắm. Rồi nhà trai mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ, dì và chú với lại mấy em. Dạ rồi, chào cô. Tôi là dì của em Tân. Thì dì thấy rằng là về vị trí địa lý thì nói chung là tốt rồi. Tại vì bác Tân thì cũng làm việc ở Đồng Nai, gia đình ở Đồng Nai. Và cháu gái ở đây thì nhà ở Bình Phước nhưng mà làm ở Đồng Nai, thì thấy là như vậy là cũng có điều kiện để các cháu mà thường xuyên tiếp xúc và gặp gỡ gia đình ở bên đằng trai. Nghe mà bé gái nói chuyện thì gia đình thấy rằng là cũng hợp với gia đình. Đây là mẹ của em Tân, và đây là chú, và đây là em, và còn hai em ngồi phía dưới nữa thì thấy là đã được rồi. Chào mẹ đi, có bác gái ngồi đó luôn kìa. Dạ em chào bác, chào dì. Dạ cô nói một câu gì với cháu đi cô. Theo mẹ thấy thì bé này cũng được, là ăn thua hai đứa thôi. Gia đình hai bên một đã đồng ý hết rồi. Giờ tùy thuộc hai bạn thôi. Kéo màn lên. Kéo màn. Mời hai bạn. Có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Nãy giờ tôi thấy cuốn sách này mà tôi chưa hỏi. Dạ có món quà tặng anh. Rồi anh cảm ơn em nhiều. Sách tựa gì vậy? Đương đối nhân sự nói xử gì thế nghệ, sự, nghệ thuật xử thế anh. Tưởng đâu đương sự nói gì chứ. Hồi nãy em nghe bên kia, lúc nãy em nghe nói thì em cũng không hình dung được về anh. Nhưng mà nói chung là ấn tượng đầu tiên của em với anh thì có ấn tượng tốt. Người con gái mà anh nghĩ là nãy anh nghe nói em làm việc trên bên cái môi trường là tòa án. Anh nghĩ thì cái bên đó thì người ta sẽ cứng nhắc. Nhưng mà anh khi mà anh thấy em là nét nữ tính nhiều hơn, là quá mềm. Đổi hình nền này được không em? Dạ, hình nền quá đẹp. Quá đẹp. Nãy anh chưa nói cái khuyết điểm của anh là anh không có thích nhắn tin nhiều. Anh thích mà gặp, tiếp xúc lẫn nhau mà mình nói chuyện là mình dòm qua gương mặt, ánh mắt của nhau. Yêu cầu anh một ngày phải một tin nhắn, hai tin nhắn liên tục vậy đó, thì có thể công việc anh bỏ qua một bên, anh không có thể nào chú trọng đến cái vấn đề tin nhắn. Ủa là cái gì hai người đi làm là cả ngày không liên lạc với nhau gì luôn á hả? Có thể công việc mình cũng không thể nào mình tiếp xúc liên tục qua điện thoại được. Thường phụ nữ người ta thích được chăm sóc, ví dụ như giống như là tôi đi làm mà có bồ mà ngày đó mà không có thăm, bắt đầu tôi nghi gì đó. Nhưng mà tôi ghen, giờ này làm gì ở đâu, đi đâu, đi với con nào, tại sao không nhắn tin, tại sao không hỏi thăm. Em nghĩ là cái vấn đề nhắn tin hay gọi điện đó nó cũng không mất quá nhiều thời gian. Quan trọng là đối phương có đáng lại cho mình dành thời gian ra hay không thôi. Chứ còn một tin nhắn thì cũng chỉ có mất có vài giây thôi à.
Thấy chưa, tôi khơi ra trúng rồi, thấy chưa? Đó là cái thói quen đó, giờ anh chỉ thích mà gặp mặt nói chuyện với nhau. Còn cái tập, vấn... mình phải thay đổi chút xíu. Mình phải có thể em sẽ giúp anh cái phần nào đó để thay đổi cái con người của anh. Nói chung là không, theo anh nghĩ nè, nhắn tin hay không là quan trọng là có yêu nhau nhiều hay không. Bây giờ mình chỉ đề ra vấn đề đó thôi. Nhưng nói khi đã yêu rồi đó, trời ơi, tin cứ tới tấp nập luôn, không nói cũng nhắn nữa. Bây giờ nè, bạn nữ khiêu vũ rất là đẹp, mời bạn nam nhảy một bản. Cái máu mà khiêu vũ em cũng vẫn rất thích, nhưng mà do cái vấn đề là mình đó giờ mình chưa qua trường lớp, mình nhảy thì nó lóng nga lóng ngóng thì như vậy mới có điều kiện người ta ôm mình, ta dìu mình. Coi như em là vũ nữ đi. Vũ công, vũ công đi. Âm nhạc chuẩn bị. Đứng lên. Trời ơi, mạnh dạn lên nào. Cơ hội nhảy đâu anh? Kệ nó. Dạ, em thấy trong bộ nhiều bộ phim á, nhiều khi họ không biết khiêu vũ gì đâu, nhưng mà họ chỉ cần đứng dựa vào nhau và lắc qua lắc lại. Trời là có tình cảm. Cái gì vậy, hoài vậy thôi hả? Dạ tôi cho cơ hội em nhau còn không chịu nữa kìa. Cái ông này thiệt biết phải đàn ông không ạ? Bắt đầu. Nhào vô, âm nhạc. Vậy hả em? Trời ơi, ông chơi xì dạ vô. Cái này là em thấy chỉ những cái thì cầm tay thôi ạ. Đã giờ được hai cái rồi. Rồi bắt đầu rồi, tình cảm hơn nè, tình cảm hơn là mình diễn nè. Nói đi, trong âm nhạc này nói lúc đi vòng vòng đi em. Mình vừa bạn trai đi vòng vòng đi em. Nhảy mà mặt như chó già trời. Cười vui lên chứ. Rồi rumba luôn. Anh bó tay. Té té. Té luôn, té luôn. Đâu anh ơi. Trời ơi. Không có được anh ơi. Nó nhanh vô hoài vậy, ngồi xuống đi. Nhảy đầm trước cô gái đẹp mà mặt nhanh nhanh. Sợ đạp, sợ đạp chân. Rồi bạn nam đi, nói một câu rồi. Gì đó cảm xúc của mình, tỏ tình với bạn nữ đi. Anh sẽ vì em làm cha thằng bé. Nói cho nghiêm túc cho ông ơi. Ông hài hước riết ông quen rồi. Sâu lắng tình cảm vô. Anh muốn làm bạn nhảy cả đời cho em. Thôi hết thời gian. Hy vọng anh sẽ nhắn tin cho em nhiều nhiều một chút. Được có cái câu mà anh muốn làm bạn nhảy với em suốt cuộc đời được đó. Suy nghĩ nha, rồi quyết định. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Thế bây giờ giỡn giỡn sợ bạn gái không bấm nút. Nhưng lý do anh bấm hơi chậm đúng không? Em là tiếp người lãng mạn, mà anh ấy nói là anh ấy không có lãng mạn, thì em sợ rằng như thế thì sẽ có sự không hòa hợp được trong quá trình tìm hiểu. Đây là một chàng trai tốt đấy, nếu mà lãng mạn quá thì người ta đã lãng mạn với nhiều người lắm rồi. Nắm hai người nắm tay nhau cái đi. Nắm đi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi các bạn những chiếc vé xem phim. Và tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của Âu Cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi nắm tay đưa bạn ấy đi đi. Dù sao thì hôm nay cũng đã được một cặp đôi hẹn hò với nhau. Đó là những niềm vui mà tôi nghĩ rằng quý vị cũng cảm giác rất là hạnh phúc thưa quý vị. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống ngăn ngừa rụng tóc đã được cùng đồng hành với chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi thông tin trên công ty mọi người thường gọi em là Mặt Hoàn Hảo. Thấy bạn đó, thấy bạn trai nói chuyện khéo quá mà thu em được con cái vô duyên. Được rồi, và bây giờ thì cặp đôi đầu tiên đã thành công, chúng ta sẽ tiến đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hạ Màn. Mời bạn nam. Hỏi đi. Mời bạn nữ. Ai nói trước? Ai muốn nói trước? Thôi khỏi dành, cho mình nói trước luôn á. Đi rồi. Rồi chào anh Nguyên Linh, chào mọi người trong khán phòng. Rồi, chào chị Cát Tường và bạn kế bên. Rồi chào bạn. Em tên là Trần Hoàng Nam, 28 tuổi, quê em ở Tây Ninh. Bây giờ ngồi ngoài cũng rung đúng không? Thấy bạn đó, thấy bạn trai nói chuyện khéo quá mà thu em được con cái vô duyên. À, ngồi đi. Cũng gây ấn tượng rồi đấy. Được, được. Rồi giới thiệu chút xíu về mình đi. Mình đang làm công việc gì? Rồi. Em đang làm nhân viên nghiên cứu thị trường. Rồi, thôi giờ để nghe bạn gái giới thiệu cái đó nha. Dạ, lời đầu tiên thì em gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh.
Chào bạn. Quý vị khán giả và bạn cùng chơi. Chơi gì? Dạ em xin lỗi, bạn cùng tham gia. Em tên là Lương Quỳnh Ngọc Diễm, hiện là nhân viên kinh doanh về phụ gia hóa chất thực phẩm. Dạ. Thì ngoài cái tên Diễm ra thì ở công ty mọi người thường gọi em là Mập Hoàn Hảo. Mập Hoàn Hảo hả? Dạ. Tại sao lại gọi bằng cái tên đó? Dạ, tại vì do là em cũng hơi tròn. Mọi người ưa ghẹo em là tại sao mà tới giờ vẫn chưa có bồ. Cho nên là em mới nói với mọi người là do là em hoàn hảo quá cho nên là khó mà tìm được một nửa còn lại. Thế là kết hợp giữa mập với lại cái sự hoàn hảo đó của em và gọi là Mập Hoàn Hảo. Hay. Mập Hoàn Hảo quê ở đâu? Em quê ở Long An. Thế mình trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì em trải qua một mối tình. Chia tay bao lâu rồi em? Chia tay chắc khoảng 5 năm rồi ạ. Mà sau 5 năm vừa rồi mình cũng ổn định công việc rồi, mình cũng chưa tìm được người nào khác. Dạ một phần thì em cũng muốn tập trung cho công việc của mình nó ổn định. Tính em thường là gọi là bị già trước tuổi. Muốn tiến tới hôn nhân chưa? Dạ hiện tại thì nếu như mà tiến tới hôn nhân thì khoảng 2 năm nữa. Bạn Nam trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì gấp 3 bằng cái nữ. Chắc em 3 mối tình mà nhưng mà thời học sinh là một mối tình. Mối tình gần nhất đây là? Mối tình cuối á. Tình cuối là quen nhau được 4 năm rồi chia tay. Bạn ấy ghen quá rồi em đi lính. Đi bộ đội ha. Dạ. Hồi nãy bạn trai nói là chia tay tại bạn gái nữ là hay ghen. Em hỏi bạn trai thử coi là ảnh làm gì mà người ta ghen. Bộ anh lăng nhăng lắm hay sao mà người ta lại ghen vậy? Cũng không có lăng nhăng nhưng mà vui vẻ với bạn gái bạn đồ mình đi chung hòa đồng mình gác dai đồ nhau mà bạn gái cũng gác lại mình cái về sao? Cái bạn nữ không chịu. Chứ gì không chịu đúng rồi. Với em chịu không? Gắt dai luôn hả? Bây giờ thân nhau vậy. Thân vậy hả? Đi chơi chung với bạn trai mà ôm nhau nói anh BD hay sao mà cứ... Nhưng mình có BD không? Mà bạn trai phải mạnh mẽ. Không, đâu BD cũng men. Bạn trai phải mạnh mẽ. Bạn gái có ghen không bạn gái? Em thì cũng tính thì cũng tùy lúc. Tính em là không thích cái gì là mình sẽ thể hiện ra ngay trước mặt luôn. Là mặt em sẽ sụ xuống xong rồi xong rồi là không thèm nói năng gì hết trơn á. Có nhiều người quá thì em sẽ không có làm mất mặt người đối diện đâu, nhưng mà khi mà về nhà thì có thể là em sẽ hét lên hoặc là em không hét được thì em sẽ đập bàn chẳng hạn. Thôi đừng đập bàn, đập ảnh á. Dạ. Rồi hét thử nghe thử cỡ nào. Chị cũng đâu có gì đâu. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn trai thế nào? Diễn tả coi giống với đàn trai không? Cao hơn em, to hơn em. Cao hơn em, to hơn em. Rồi gì nữa? Gương mặt có hậu. Có hậu. Mặt rộng á. Mặt rộng hả? Mặt rộng là sao? Mặt mâm. Mặt mâm. Mâm hả? Mặt anh chập bá luôn em. Em có một cái hình tượng nào có thể diễn tả cụ thể không? Dạ anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh và anh Xuân Bắc. Lên Xuân Bắc ha. Dạ, tính tình vui vẻ rồi, lối sống đơn giản. Được mà bạn ở đây rất là vui tính. Đạt chuẩn không? Được không? Dạ, em thấy là tính là thấy hợp, rất là hợp rồi. Coi cái mặt có mâm không? Chết rồi, cái mặt này hơi bị ốm. Không có rộng, mặt không có rộng. Tướng không có mập. Nhưng mà người ta chắc. Rồi bây giờ nè, nếu mà được thì bao nhiêu lâu nữa tiến tới hôn nhân được? Dạ, mẹ thì cũng kêu cưới vợ hoài. Hồi đó mẹ nói mày ráng học rồi. Không có nên tao 30 tuổi tao mới cưới vợ mày. Bây giờ 28 rồi. Rồi giờ mới 28 tuổi, hối quá trời. Nói mẹ nói sao giờ mẹ hối quá trời. Tại nhà ba người trai mà chỉ có chưa có ai có gia đình. Mẹ hối quá trời mà mình có muốn chưa? Dạ cũng muốn. Rồi mẹ có dặn kiếm vợ làm sao không? Mẹ nói con chịu sao là mẹ chịu vậy. Mà em muốn sao? Nói chung thì hợp với tính em, ngoại hình thì cao ráo là được. Rồi hôm nay mình có đi với người thân nào không? Đi với em trai ruột, em Út. Em ruột á hả? Dạ. Trai vậy là đoán anh trai sao rồi đó. Trời ơi, chị nói gì chết em. Chào em. Thấy chị em gái của mình kia có hợp dạ, với chào anh không? Quyền Linh, chị Cát Tường, chào khán giả. Thấy chị cũng dễ thương, tròn tròn. Anh em có thích tròn không? Đúng gu luôn. Đúng gu hả? Anh em có tật xấu gì không? Tốt hết nhưng mà được cái nóng tính. Anh thấy chị gái này là hợp với nhau được bao nhiêu phần trăm? Cũng 90. Ghê vậy, 90. Rồi, cảm ơn em. Mình có đi với bạn ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, có một chị đồng nghiệp với em ạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Dạ, thì thấy bạn trai cũng khá là vui vẻ. Nói chung là tính cách thì có vẻ sôi nổi, phù hợp với Diễm. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ đó, nãy là giờ chuẩn bị kéo màn lên, mình có tiết mục nào biểu diễn gây ấn tượng không?
Em cũng hát hò gây trò rồi, nhưng mà người lạ đó cũng hơi rung. Không có rung, rung cũng hát luôn. Trước lạ sao quen. Bài gì cũng được. Hát hai câu vòng cổ. Rồi ok rồi. Được luôn rồi, kéo màn lên là hát liền nha. 2, 3, kéo màn. Lấy hơi đi, lấy hơi đi. Bắt đầu. Em yêu. Em có biết không, anh thương em, nhớ em nhiều lắm. Đêm trắng thâu đêm, giấc ngủ không tròn. Em tránh xa anh cũng do bởi kiếm tiền. Anh dẫu biết phận nghèo tay trắng, yêu em chỉ bằng tâm hồn và trái tim anh. Nhưng giờ biết phải làm sao, không nhà không cửa không tiền không xe. Anh đây chết sớm em ơi, mong em trở lại cứu giúp giùm đời anh. Trời ơi. Ấn tượng không em? Dạ em thấy cũng ấn tượng nữa đó. Thích không? Thích không? Em có cái gì để đáp trả lại ảnh không? Dạ không. Anh... À, quên. Lo hát quá. Dạ, tại anh kêu lại là hát liền rồi, đâu có... Anh kêu gì làm nấy vậy ha? Dễ thương mà. Hiện tại thì là anh đang làm việc ở đây luôn. Đúng. Dạ. Là mình làm ở quận mấy à? Làm ở quận 3 nhưng mà... đi khảo sát nhiều khi có đi tỉnh à. Thường công việc của bên em thì cũng đi rất là nhiều. Đi như vậy thì có khi là đến một tuần thì anh có quan trọng cái việc mà đi như vậy không ạ? Đó là công việc mình phải chịu thôi chứ đâu có ai trách móc gì được chị nó. Dạ. Hỏi có làm dâu không? Nếu như mà tiến tới hôn nhân thì em có phải về làm dâu hoặc là... Ba mẹ thì phải chăm nom, nói chung cuối tuần rồi về nhé. Cuối tuần về thì ok, tại tuần nào em cũng về. Em có ngại gia đình bạn trai quá đông anh em không? Hiện tại thì em cũng có hơi chút lo lắng. 7 người nam hết luôn anh. 3 người trai, 4 người chị gái, anh là lớn nhất. Dạ. Còn 2 em trai. Lập gia đình hết chưa? Dạ. Nhà mình lập gia đình... Mấy chị rồi lập gia đình hết rồi, chỉ còn 3 người trai là chưa có gia đình. Dạ. Bởi vậy mẹ mới hối thúc là anh trai nữa. Hỏi anh chuẩn bị gì chưa? Nếu như mà quen nhau thì anh nghĩ là bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Hồi nãy em nói 2 năm nhưng mà thì anh thì nếu mà phù hợp thì cưới thôi chứ nói chung cũng không xác định. Cưới sớm tốt không có gì. Tỏ tình với nhau cái gì đó thật là lãng mạn đi để mình quyết định là có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Chung thấy anh thấy em thì cũng thật thà, thấy tính cũng vui tính, như em thấy anh có phù hợp với anh. Em thấy anh cũng vui. Nhưng mà em chưa có cảm nhận được nhiều lắm theo như là cái mà em suy nghĩ. Cái mà em suy nghĩ là cái gì? Về cái mức độ có thể gọi là hòa hợp với em. Thật sự là lên chương trình là em rất là nghiêm túc, cho nên là em bày tỏ quan điểm của mình rõ ràng. Được thì em nói được, còn không thì em nói không. Có thể là em không bấm nút ngày hôm nay, nhưng mà hy vọng là anh sẽ gặp được một người nào đó phù hợp với mình hơn. Còn riêng em thì em chưa cảm nhận được nhiều ở anh. Em xin lỗi. Rồi, hết thời gian. Mình cứ tỏ rõ quan điểm của mình các bạn, không vấn đề gì cả. Phút 89 vẫn còn có thể thay đổi. Suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt thật kỹ, nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả những điều gì xảy ra và đi đến quyết định các bạn nhé. 3, 2, 1. Hết thời gian. Bạn trai, tôi nghĩ rằng bạn muốn bấm đấy chứ, đúng không? Đúng rồi, nếu mà em thì em suy nghĩ nếu mà mình... Nhiều khi mình nói chuyện vài phút về mình đâu có thể hiểu đâu được nhiều đâu. Nhưng sao mình không thể hiện quan điểm của mình là bấm nút? Nhưng mà bạn đã nói mà bạn đã nhường cơ hội thì em phải ra lăng là em nhường là cơ hội lại cho bạn lại tìm người mới, chứ em bấm thì em cũng dành luôn. Đâu có sao, mình mặc dù bạn không bấm nhưng mình vẫn cứ bấm đúng thức như cái gì mình suy nghĩ. Thôi được rồi, dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình và chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ, em cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã hỗ trợ cũng như là tư vấn cho em rất là nhiều. Nhưng mà chắc là duyên chưa tới thôi, thì mình ráng mình đợi thêm một thời gian nữa. Rồi, chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nghĩ là cuộc sống nó đã là bể khổ rồi.
Em thì trước kia là một con thuyền lênh đênh, cho nên là em không muốn là khi mà em đang còn lênh đênh như vậy lại có thêm một cô gái thì rất là khổ cho người ta, khi người ta phải đi con thuyền đang còn lênh đênh của em. Xin mời đàn gái bước ra sân khấu. Wow! Dễ thương quá. Trời, không biết đàn gái sao mà bà mối bà la wow. Để coi đàn trai sao nha. Mời đàn trai. Wow. Chưa chắc bên nào hơn bên nào nha bà mối. Phải không? Bên tôi cũng hot girl lắm à. Ý, quên, hot boy lắm à. Bây giờ mời em gái giới thiệu về mình đi. Mời em. Dạ. À, em tên là Đặng Thị Lệ Thủy, năm nay em 25 tuổi. Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh về thời trang, là bán đầm thiết kế. À, vậy cái đầm hiện tại em đang mặc là phải em thiết kế không? Dạ đúng rồi chị. Chị đã từng mặc cái đầm này một lần? Chị mặc bên shop của em á. À. Trời ơi Nam Thư. Rất là cảm ơn em là một cô gái hết sức là xinh đẹp. Nhìn hai chị em ta hôm nay như là công chúa vậy đó. Trời ơi. Chết rồi. Bên đằng nhà trai mình là chết quá. Rồi. Quê đâu Thủy? Dạ quê em ở Đắk Nông ạ. Đắk Nông còn nhớ không bát ngát đêm về. Còn bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu đàn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào bạn gái bên kia. Chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Phú Hiếu. Em sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Làm gì Hiếu? Dạ hiện tại em đang kinh doanh thương mại điện tử. Mạng điện tử ha. Em có cái quần đẹp quá. Cái quần này em thiết kế hay gì Hiếu? Dạ không ạ, à, quần này là em nhận về và mặc thôi chứ còn em hay chưa quá. Từng được thiết kế. Vì là anh phát hiện ra cái quần em nhận ở chỗ nào đó thì cũng giống như anh nhận cái quần ở chỗ đó. Cái quần bên mình cũng chưa chắc gì thua cái váy bên kia. Đừng lo ha. Em có một phong cách rất là lạ, giống một cái người rất là nổi tiếng. Có ai nói với em điều đó hay không? Dạ, em nghĩ là chắc rất là nhiều người nói với em điều đó nhưng mà em lại vô tình chưa nhận ra. Để coi đàn gái bất ngờ coi giống ai nha. Em ở quận mấy Hiếu? Dạ hiện tại em đang ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Di Linh, Lâm Đồng. Em hiện tại là em ở đâu bé Thủy? Dạ hiện tại thì em đang ở quận 3, Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ Thủy em nói một ít về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình. Thật thà, thẳng tính. Khuyết điểm của em chắc là hơi nhiều. Như là hay quen trước quen sau rồi nhiều khi là sao nữa. Bây giờ là phải kiểm tra sức khỏe nha, em quên nhiều quá cũng không tốt đâu nha. Dạ. Rồi mời Hiếu. Em nghĩ là điểm mạnh nhất của em là có sự cầu tiến. Các bạn thì hay gọi em là những người vui vẻ và hành tinh khác đến. Có tật xấu gì không? Hay bừa bộn. Quần áo của em khá là nhiều cho nên là em mặc nhiều quá em cứ bỏ đó đó. Bây giờ mà hết quần áo thì em mới đi giặt. Để cả tháng vô thấy có mùi liền ha. Cho nên là phòng em rất là ít người vô. Cái cụ thể của em, công việc của em là gì? Dạ hiện tại thì em đang kinh doanh thương mại điện tử bên mảng thời trang. Ồ, cũng thời trang luôn. À. Em cũng thiết kế hay là em là dạ, không mua à, em bán hay là... mua hàng về và em bán đi cho các kênh order thương mại điện tử. Rồi khỏe, bên kia thiết kế bên đây mua. Bên đây mua về bán không được đưa qua kia thiết kế lại. Cái lòng vòng cũng được ha. Đấy hợp lý. Đường tình duyên thế nào hả cô gái bên kia? Có lẽ là hơi lận đận. Lận đận là sao em? Tại công việc của em thì thực sự thì không có tiếp xúc với nam nhiều. Em thì ở nguyên ngày ở shop rồi tối về nhà chứ không có đi ra ngoài chơi nhiều. Trước giờ em có trải qua mối tình nào chưa? Có trải qua thời học sinh thôi ạ. Chứ còn sau này thì em không có quen ai hết. Chị chúc cho hôm nay em sẽ thực sự tìm được một nửa yêu thương của mình. Rồi còn bên Hiếu, đàn trai thì như thế nào nè? Dạ, em đã từng có hai mối tình và cũng đều là những mối tình thời học sinh. Em có một mối tình từ cuối năm lớp 9 và một mối tình từ cuối năm 11. Hiếu từ năm lớp 9 rồi. Em nghĩ là hai mối tình đó thì những người con gái mà em quen đều là những người con gái rất là tốt. Nhưng lý do tại sao chia tay? Em nghĩ là lý do lớn nhất là do khi đó thì còn quá trẻ. Còn quá nhỏ nữa mà hầu như là ai cũng đang đi tìm một cái sự nghiệp cho riêng mình. Bây giờ em có gọi là chín chắn để đi đến một cái mối tình và quyết định đến hôn nhân chưa? Đó. Ngày hôm nay em đến với chương trình thì chắc chắn là em đã để ra một cái tiêu chí cho bản thân là phải nghiêm túc. Chính xác. Bên đàn gái, mình muốn tìm một người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Biết lo công việc, chăm sóc gia đình, tốt bụng, không có thích đàn ông lăng nhăng chơi bời quá mà không lo làm á. Còn bên Hiếu ơi, em thích mẫu người con gái như thế nào?
một người con gái em thích sẽ là người đẹp nhất trong cuộc đời của em và trong tương lai. Anh qua bên đàn gái thử xem cô ấy có phải là một người xinh đẹp nhất trong cuộc đời của em hay không nha. Xinh chưa? Không có xinh mà đều rất rất là xinh à, dễ thương lắm. Nhưng mà với những người xinh đẹp như em mà nói không có người theo thì anh thật sự anh không tin chút xíu nào chứ. Chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi em, vấn đề là em từ chối thôi. Dạ cũng có một số, nhưng mà em cảm thấy là người ta không có yêu mình thật lòng, hoặc là người ta là như thế này thế kia mà mình không thích á, thì em sẽ... Em nghi ngờ ngay từ lúc đầu luôn hả? Dạ không, tiếp xúc một hai lần thôi. Một hai lần sao hiểu mà nghi ngờ là cho người ta yeah luôn hả? Là em về em xóa số liền à. Cô bé này tức là tin vào cảm giác của mình rất nhiều á. Rồi cuối cùng em đóng cửa với anh ta luôn thì cũng tội nghiệp cho mình và tội nghiệp cho anh ta luôn. Anh hỏi thiệt nha. Dạ. Nếu mà mình quen một người mà cũng hot boy quá, em có ghen không? Dạ không, điều đó là em không có ghen. Người này cũng lạ ta. Được đó. Đàn gái số 1. Rồi. Để qua coi đàn trai sao mà có vẻ như là anh Linh tự hào quá nè. Đàn trai tôi cũng ngon lắm à. Chào chị. Ủa sao quen quá vậy nè? Đừng nói học chung trường nha. Không không, quen lắm, không biết chị gặp em đâu rồi, quen lắm. Em ơi, anh Linh nói đúng rồi, bên này hot boy, trời ơi số này là hot boy hot girl không rồi. Hợp 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 hợp. Hợp. Về 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 hình thức ngoại hình là hợp rồi đó. Em thích kiểu người con gái là hiện đại hay là truyền thống hay như thế nào? Em nghĩ là em thích một người con gái mà có thể sống thoải mái với bản thân mình nhất. Vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Đừng quá gò bó bản thân mình trong một cái khuôn khổ nào đó. Em chỉ thích đơn giản như vậy thôi. Tại sao hot boy như em mà tới thời điểm này không có bạn gái mà phải xuất hiện ở bạn muốn hẹn hò? Em nghĩ là cuộc sống nó đã là bể khổ rồi. Em này trước kia là một con thuyền lênh đênh. Cho nên là em không muốn là khi mà em đang còn lênh đênh như vậy lại có thêm một cô gái thì rất là khổ cho người ta. Khi người ta phải đi con thuyền đang còn lênh đênh của em. Bây giờ con thuyền em hết lênh đênh chưa? Cuộc đời thì bao giờ nó vẫn lênh đênh, con thuyền thì vẫn lênh đênh, nhưng mà hiện tại thì em có thể tự tin là mình có thể điều khiển được con thuyền của mình. À, vậy là từ nay hot boy lênh đênh đã rất là tự tin để có thể điều khiển con thuyền mà mình đang đi. Bên đây như anh Linh nói rất xinh, rất 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 xinh. Yêu một cô gái mà xinh đẹp á, em có sợ không hay là em có ghen không? Em nghĩ là trong tình yêu thì có một chút bị ghen thì nó sẽ hay hơn. À, ghen là một cái gia vị hết sức cần có của tình yêu, phải ghen. Rồi, cảm ơn em. Còn bây giờ chúng ta sẽ giao lưu cùng với người thân. Thủy, hôm nay em đến tham gia chương trình, dạ, em đi với ai? Dạ, em có đi chung với em gái ruột em. Dạ, chào em gái của Thủy. Dạ, em chào chị, em chào anh. Em thấy anh bên này tính cũng dễ thương. Cũng có chút vui tính. Đổi lại chị em lại hơi nhút nhát. Em nghĩ nếu mà anh chị tới tiến tới với nhau á, em nghĩ anh này cần kiên trì. Kiên trì và tâm lý với chị em hơn. Em có đủ, dạ, sức kiên trì để có thể chiếm lĩnh cái con tim của bên làng gái bên kia không? Em nghĩ là em đã có rất là nhiều năm kiên trì với cái cuộc sống hiện tại thì em đủ khả năng để kiên trì tiếp tục. Ok. Rồi. Em đi với ai? Dạ, ngày hôm nay em đến đây thì có ba anh trai, chị dâu và những người anh em thiện lành của em từ các tỉnh đến đây ạ. Lời đầu tiên xin chào anh Quỳnh Linh, chị Nam, dạ, Thư. Em là anh trai ruột của Hiếu và cũng đang ở chung nhà với Hiếu. Như em thấy thì bạn bên này có vẻ là hợp với Hiếu. Thì mong bạn là cùng nhau để gây dựng một gia đình thật tốt. Cảm ơn anh trai. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Trai tài gái sắc đấy. Chào. Dạ, em chào anh. Hai bạn có thể đứng kế bên đi. Cưng nói gì đi, tặng quà, phải nói gì đi chứ. Ngày hôm nay đến đây thì vô tình anh hơi não cá vàng một tí. Thật ra anh có món quà lớn hơn nhưng mà khi anh đến đây thì anh quên mất. Em cũng chuẩn bị quà và tệ không có mang theo. Trời ơi, chỗ bị quà mà quên mang theo. Anh bắt đầu thấy chúng ta có điểm chung rồi đấy. Có thể quay mặt phía trước để mọi người ngắm nhìn cái nào.
Đấy, mọi người cảm giác thế nào? Hợp quá ha mọi người, cặp đôi này rất là hợp. Theo kinh nghiệm của anh á, thì cặp đôi này rất là hợp về gương mặt này ha, về nụ cười, về phong cách, về hợp. Cái não cá vàng nữa, về cái chuyện mà quên quà nữa. Bây giờ chúng ta về vị trí và cùng trò chuyện với nhau đi các bạn. Ủa Hiếu ơi, dạ. Em nói em đi là em quên đem quà mà. Vậy cái bông em đừng nói em rút ở trên này của chị nha. Dạ là em đi ngang đường em bẻ. Em bẻ ở đâu? Dạ, em bẻ ở tiệm hoa người ta. À dễ thương. Rồi bây giờ các bạn mình sẽ nói về cảm nhận của nhau lần đầu tiên. Hôm nay có vẻ như là em hơi hồi hộp. Rất là nhiều năm rồi thì bây giờ anh mới đối diện được với một người con gái. Em nghĩ công việc anh cũng tiếp xúc nhiều con gái chứ. Nếu mà dám đối diện nghiêm túc thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Hồi hộp quá không biết nói gì sao. Anh thấy hơi lạnh. Chị cũng thấy lạnh. Nhìn anh có đúng là mẫu người lý tưởng mà em cần tìm không? Về ngoại hình thì em nhìn thì thấy là đẹp trai, nhưng mà gặp anh không biết sao đỏ hết cả mặt lên luôn ấy. Chứ bình thường gặp trai không có đỏ mặt đâu. Lâu lắm rồi, ngày hôm nay mới có một ngày mà anh cảm thấy là mặt mà người rất là nóng, bừng bừng. Nãy kêu lạnh rồi kêu nóng ta. Thay đổi cảm giác em ạ. Trạng thái nó thay đổi liên tục mà. Em có thích đi du lịch vào những ngày mà mình rảnh rỗi không? Đi du lịch thì bây giờ em chỉ có muốn đi châu Âu thôi, chứ đi Đông Nam Á là em đi hết luôn rồi, em đi chán luôn rồi. Em muốn đi du lịch với người yêu hoặc là gia đình. Bạn bè thì em không có thích đi du lịch với bạn bè đâu. Châu Âu chưa đi tới thì giờ mình đi châu Đốc trước đi. Anh thì cảm nhận như thế nào lần đầu gặp em? Hơi no nắng. Anh no nắng không biết là khả năng của mình có thể giữ được một người con gái xinh đẹp, tài năng như em hay không. Em tài năng thì không có đâu. Anh thì anh thích là người con gái bên anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Vì vậy anh mong là ngày hôm nay gặp em, anh sẽ mang lại thật nhiều niềm vui trong cuộc đời của em trong tương lai. Dạ, cảm ơn anh. Anh nghĩ là anh thích nhất những người con gái thích chia sẻ. Em thì thực sự là về cái gì của bản thân em là em ít nói cho ai biết lắm. Chỉ có những người mà gọi là gần gũi với em như bạn trai thì em mới nói thôi. Còn gia đình em hay là bạn bè em không bao giờ em nói, nhưng không có nói. Vậy từ giờ em có cái kho tâm sự hả? Dạ, thì chỉ tâm sự với bạn trai thôi. Em nghĩ là trong tương lai em sẽ thích con trai hay con gái? Thích con trai hơn, nhìn bụ bẩm á. Ai cũng thích con trai nhưng mà quan trọng có được hay không? Em nghĩ là em thích con trai vì là em là con gái. Anh thì lại thích con gái hơn. Những người con gái đều là những người xinh đẹp. Nếu như trong một cuộc cãi nhau, một cuộc mâu thuẫn nào đó, ai sẽ là người xin lỗi trước? Anh nghĩ là anh sẽ là người xuống nước. Và anh cũng sẽ là người xin lỗi. Có khi đấy là thú vui tao nhã của anh trong tương lai. Thôi mình bấm nút luôn đi. Chưa. Bấm đi anh, bấm đi anh quay ghế bấm nút đi. Họ sẽ tặng nhau món quà nào đó. Một bài hát của Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn. Sau tất cả mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả mình lại cùng nói đi, buồn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa, và ta lại gần nhau hơn nữa, vì trái tim anh luôn luôn thuộc về em. Hay quá. Em ngày hôm nay có thể là qua rất nhiều năm rồi chưa từng hát cho một ai nghe, thật sự là rất là hồi hộp. Em lên đây cũng hồi hộp lắm. Trong tình yêu thì anh vẫn chỉ là một cậu bé, vì vậy nên chúng ta sẽ cùng trưởng thành. Dạ. Trong tương lai anh có thể ôm em một cái. Dạ. Rồi trở về vị trí cho các bạn, đẹp lắm. Đúng là trai tài gái sắc mà. Chúng ta cũng không biết là trái tim hai người đang suy nghĩ điều gì. Nút bấm sẽ nói lên điều đó. Chuẩn bị 3 2 1 1 Hết thời gian. Yeah.
Đẹp. Chúc mừng em, trời ơi. Rất đẹp. Nào, họ gần như là của nhau các bạn. Hình như anh nằm mơ anh thấy đâu đó anh đã gặp các bạn rồi. Phải không anh? Đúng rồi. Đẹp lắm đó các bạn ha. Chúng ta hy vọng là nắm tay nhau, cứ nắm tay nhau. Hy vọng rằng những cái giây phút, những khoảnh khắc này các bạn sẽ luôn luôn nhớ mãi về nó. Ngày hôm nay có thể là một cơ duyên rất là tốt đưa em và bạn gái đến với nhau. Và anh mong là cơ duyên này sẽ đưa chúng ta đến với những hạnh phúc lớn hơn và lớn hơn nữa trong tương lai. Được, hay lắm. Em gái cảm nhận thế nào? Dạ, em cảm nhận là em cũng muốn nghiêm túc lâu dài với bạn trai. Ánh mắt họ nhìn nhau, đặc biệt là của bạn trai dành cho bạn gái, nó nồng nàn, nó tha thiết, nó như là mình đã tìm đúng người, mình gặp đúng người mà mình đã chờ đợi biết bao lâu rồi. Hai đứa thực sự rất rất đẹp đôi, đúng là một nửa của nhau hoàn toàn nè, đó. Mọi người cũng đang trông đợi mình nhấn nút bằng trái tim thì một nụ hôn có thể đầu đời. Xin người ta chứ đừng có sấn vô nha. Xin. Anh có thể. Ok. Bắt đầu. Cứ tự nhiên. Dễ thương. Yêu lắm, thương lắm. Những giây phút này nhớ nha. Những chiếc vé xem phim của Cùng Rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Tới đó để xem phim, để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Hãy nắm chặt tay nhau, cho dù phong ba bão tố đừng buông tay nhau ra nhé. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gói cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân, nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Cup nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng. Đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân, đây gửi tặng các bạn. Rồi, bạn gái đi trước đi. Hãy bảo vệ bạn ấy nha. Dạ. Đẹp đôi hết sức luôn á, đúng là đẹp. Trai tài gái sắc. Anh luôn mong muốn những giây phút thế này. Còn bây giờ, tạm thời mọi người phải dành sự yêu mến đó cho cặp đôi tiếp theo của chúng ta. Xin mời. Ưu điểm của em thì em biết nấu ăn. Đặc biệt sở trường em là nấu cháo.